Chị đây mấy chị đây, tổ ba đê á khắp mười miền, còn đang cùng vui xuân muôn nơi, mau hãy về cùng ta vui vui. Quế lên thiên nga ấm bài liệt, làm ai tìm cho lâu liên miên, ai cũng nhiều tiền cho chư tiền. Bán buôn mai á phức. Hấp lệ 47 có 1 51 2 luôn số 10 3 nhân số 9 dù và có 14 con số đứng trên 14 con cờ chúng em đưa ra quý vị không tin tưởng chúng em giờ lại nha. Nếu quý vị tin tưởng chúng em xin phép được trao quà rồi mời hai anh trai mình bóc banh đúng không, ai lớn lấy cái hú lớn, ai nhỏ lấy cái hú nhỏ. Dạ quay bóc banh giúp em nha, người đẹp chủ quyền hỗ trợ dành cho quý vị bên dưới. Chúng em vẫn phục vụ quý vị nhận mỗi tờ lá vé là 10.000 đồng với quý vị, 10.000 con trắng là 3 đồng, nhà bà cũng chưa tay không, quý vị hỗ trợ cho một loại thứ hai này chỉ còn vài lòng một loại nữa thôi. Quý vị đã phục vụ chúng em số đồng hồ chơi của chân nghề, rồi quý vị nhiều bài hát xuất sắc tối đêm nay nha. Cái gì xong rồi, SMS được kiểm tra con số của anh nè. Vâng thưa quý vị, 44 của anh trai. Trời ơi, 50. Rồi, anh này anh áo trắng lớn nhất, qua lấy con bự giúp em. Còn anh áo đen lấy con nhỏ giúp em nha. Chờ mà lấy con quà nữa. Rồi, chỉ còn vài lá vé cuối tay đâu quý vị ơi. Quý vị thương tình ủng hộ chúng em luôn nha. Giờ có thương thương cho cháu nó gọt 10 con sụp dưa sụp dưa. Tụi nghẹp đen luôn quý vị ơi. Và ngày hôm nay là quý vị tự tin ngồi ở dưới đi nha. Em nói chuyện cỡ nào cũng không có nhăn nước miếng xuống đâu. Em có khẩu trang y tế rồi. Dạ, cái mùa dịch này rất là tiện lợi luôn. Bữa nay là cố gắng làm cho mọi người. Khẩu trang ngộ ha. Khẩu trang ha. Mồ hôi nó chảy ra quá chờ dưới đây nè. Khẩu trang 3D mà mày. Khẩu 3D hả, dễ vậy. Xong là hả, dễ. Cái này là tập khắc vô nhà luôn. Khắc vô vậy hả. Thôi đừng có quan tâm tới khẩu trang tao nữa. Để tao sống đi ngộ với khẩu trang tao đi. Rồi, ngay bây giờ chúng xin nhạc nha. Xin nhạc nó đây 6
bài 13 con số gì đây mấy chị đây tổ bà đi.